Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Hack News, bản tin tổng hợp tin tức công nghệ nổi bật. Và hôm nay trong Hack News đầu tiên của tháng 5, ngày 3 tháng 5, Hack sẽ đưa tin về chiếc LG G7 ThinQ. Đây là chiếc smartphone cao cấp đầu tiên của năm 2018 đã được LG trình làng. Và chúng ta hãy cùng nhau đi điểm qua những đặc điểm nổi bật của chiếc máy này nhé. Thỏ phía trên màn hình chính là điều đầu tiên mọi người sẽ chú ý khi cầm G7 trên tay. G7 ThinQ mang thiết kế tương tự như iPhone X, tuy nhiên bạn có thể giấu cái tai thỏ đó đi. Mặt sau của máy được phủ kính Gorilla Glass 5 và có camera sau xếp dọc ở chính giữa phía trên. LG G7 ThinQ được trang bị màn hình Full Vision 6.1 inch, tỷ lệ là 19:59 với độ phân giải là Quad HD Plus. Màn hình G7 không dùng công nghệ OLED mà là IPS LCD, có thể đạt độ sáng 1000 nits, chính là điểm nổi bật của màn hình G7. Chế độ siêu sáng này sẽ khởi động khi ánh sáng môi trường quá mạnh hoặc khi bạn đi dưới trời nắng. Cụm camera kép của G7 bao gồm một camera thông thường và một camera góc rộng cho việc chụp ảnh phong cảnh và đường phố. Đây là lựa chọn chúng ta đã thấy trên LG V30 với cả hai camera sau đều có cảm biến là 16 megapixel. Phía trước G7 là camera 80 megapixel. Camera của G7 cũng được trang bị tính năng trí tuệ nhân tạo mang tên AI Cam với khả năng nhận dạng khung cảnh và đối tượng. G7 ThinQ được trang bị con chip Snapdragon 845, con chip tốt nhất trên thị trường hiện tại. Kết hợp với đó là 4GB RAM và dung lượng lưu trữ 64GB hoặc 6GB RAM và 128GB lưu trữ. Pin của G7 có dung lượng là 3000 mAh, hỗ trợ công nghệ QuickCharge 4.0 của Qualcomm. Mức giá và ngày lên kệ cụ thể vẫn chưa được LG tiết lộ. Xiaomi được cho là đang thiết kế hai chiếc điện thoại trẻ Android One, trong đó một chiếc là kế nhiệm của Mi A1 và một chiếc vẫn còn là ẩn số. Một số thành viên trên diễn đàn XDA Developers vừa phát hiện ra hai chiếc điện thoại Xiaomi mới và xét từ các tập tin firmware của chúng có thể thấy cả hai thiết bị đều nằm trong chương trình Android One. Trong đó, chiếc điện thoại đầu tiên được cho là người kế nhiệm Mi A1 và có khá nhiều yếu tố giống với chiếc Mi 6X vừa ra mắt gần đây. Chiếc điện thoại này có tên mã là Jasmine Sprout. Từ Sprout cho thấy nó là một phần của chương trình Android One. Theo tập tin gần đây thì dòng thông tin SDM660 cho thấy máy có thể sử dụng con chip Snapdragon 660. Không chỉ chipset, framework về camera cũng cho thấy thiết bị này có nhiều tương đồng với Mi 6X. Năm ngoái, chiếc Mi 5X hoàn toàn giống với Mi A1, chỉ khác mỗi nhãn hiệu. Và xét từ những thông tin trên thì Mi A2 cũng sẽ dựa trên Mi 6X. Chiếc điện thoại thứ hai được cho là có cấu hình phần cứng yếu hơn đôi chút, tên mã là Daisy Sprout. Các tập tin firmware cho thấy nó có con chipset Snapdragon 625. Điều này cho thấy Xiaomi đang phát triển thêm một thiết bị Android One nữa với mức giá rẻ hơn Mi A1. Nhiều tin đồn cho rằng thiết bị điện thoại này có thể là chiếc Redmi S2 chưa được công bố. Và tin tức cuối cùng ngày hôm nay đến từ Apple, đó là Apple đang bí mật tuyển dụng kỹ sư phát triển chip với tham vọng là tự sản xuất ra model 5G cho iPhone thế hệ mới. Theo nguồn tin từ ngành công nghiệp, Apple đang bí mật tìm kiếm các kỹ sư có chuyên môn để triển khai dự án sản xuất model 5G trong tương lai. Dự án này hứa hẹn sẽ giúp táo khuyết sớm thoát khỏi cảnh phụ thuộc vào các nhà sản xuất chip không dây như Intel hay Qualcomm. Trong một bài đăng tuyển dụng trên website, Apple đang chủ động tìm kiếm kỹ sư phục vụ cho bộ phận thiết kế silicon. Hiện tại, bài đăng tuyển dụng kỹ sư đã bị xóa ngay sau khi bị giới truyền thông phát hiện. Trang CoolFormat cũng tiết lộ manh mối Apple đang bí mật phát triển model 5G. Đó là đoạn thông tin, vị trí này phù hợp với một kỹ sư thiết kế vi mạch sóng mm. Ứng viên sẽ phải chịu trách nhiệm cung cấp các giải pháp mạch và hệ thống cho chip không dây có tốc độ băng thông multi gigabit. Hiện tại, model 4G LTE trên iPhone vẫn do phía Qualcomm cung ứng. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Apple và Qualcomm trong vài năm trở lại đây đang dần căng thẳng. Cũng chính bởi mối quan hệ đang ngày càng căng thẳng với Qualcomm, nên Intel nhiều khả năng sẽ trở thành nhà sản xuất chip chính cho thế hệ iPhone tiếp theo. Như vậy là tin tức về Apple cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng ta. Và cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem. Nhớ đừng quên theo dõi những Hack News tiếp theo để cập nhật cho mình thêm nhiều thông tin công nghệ bổ ích nhé. Và nhớ like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của tụi mình nữa nha. Bye bye!